Tiếp theo chúng ta sẽ học chập phải 3 mũi mặt phải. Chập phải 3 mũi mặt phải rất đơn giản, các bạn chỉ việc đâm một lúc 3 mũi, đâm lên vòng dây qua. Như vậy là chúng ta đã chập phải 3 mũi. Chúng ta làm lại này, ví dụ cần chập 3 mũi tiếp theo thành một thì các bạn đâm lên 3 mũi. Dây qua. Shadows follow me and the night won't set me free.